bất ngờ với cuộc sống tuổi 20 của Bom, con trai diễn viên Quốc Tuấn. Mỗi ngày trôi qua với hai bố con diễn viên Quốc Tuấn và Bom đều rất quay cuồng trong nhịp sống hối hả. Song, nhìn con được sống hết mình với đam mê âm nhạc, anh Tuấn cười mãn nguyện và hạnh phúc. Một ngày của diễn viên Quốc Tuấn và con trai thường bắt đầu từ 6 giờ sáng bằng một bản nhạc jazz du dương phát ra từ dàn loa mà anh cất công sưu tầm. Chỉ trong một tích tắc, căn phòng ngủ rộng khoảng 20m2 tràn ngập những giai điệu đi qua tất cả cung bậc cảm xúc thăng hoa của tiếng đàn piano. Ngồi trên sofa, anh Tuấn chỉ cho Bom mùa thu ở Seattle của nghệ sĩ piano hàng đầu Nhật Bản Tsuyoshi Yamamoto. Đĩa nhạc này tập hợp tất cả bản nhạc jazz kinh điển đem lại thành công tên tuổi cho Tsuyoshi Yamamoto. Jazz cũng là dòng nhạc mà Bom hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 7 giờ 30 sáng, anh Tuấn cùng con trai đi bộ 7 phút từ nhà đến ga tàu điện ở Văn Quán, chuẩn bị cho hai tiết học vào sáng đầu tuần. Bom, tên thật Nguyễn Anh Tuấn, không may mắc căn bệnh hiếm gặp aphthous, xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở. 20 năm qua, diễn viên Quốc Tuấn đã đồng hành cùng con trải qua 11 ca đại phẫu. Niềm hạnh phúc của người cha là sau mỗi ca phẫu thuật, các chức năng bộ phận của con được cải thiện, dần hòa nhập và sinh hoạt như người bình thường. Trong hành trình dài đằng đẵng đó, không chỉ chăm sóc sức khỏe, anh Tuấn còn vun đắp đam mê âm nhạc cho Bom khi nhận ra con có hứng thú đặc biệt với piano. Năm 2015, trở về sau ca phẫu thuật bàn tay ở Úc, Bom được bố cho học đàn một cách nghiêm túc. Năm 2017, Bom được nhận vào học hệ trung cấp 7 năm chuyên ngành Piano Jazz, khoa học Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Bom mà cả cậu và gia đình đều mong đợi. Cách đây hơn một năm, diễn viên Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ, tiếp tục đồng hành cùng con trai. Anh nói, mỗi ngày trôi qua đều rất quay cuồng trong nhịp sống hối hả. Mọi lịch trình của bản thân đều phụ thuộc vào thời gian biểu của con. Song, nhìn Bom trưởng thành mỗi ngày, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Ở tuổi 20, Bom gây bất ngờ bởi sự trưởng thành, cao lớn và tự lập hơn trước. Dù có nhiều thay đổi, nhưng sự chăm chỉ và niềm đam mê bất tận với âm nhạc trong cậu vẫn vẹn nguyên. Ngoài học chuyên ngành 2 buổi một tuần, Bom còn học thêm các môn lý thuyết và tiếng Anh. Một năm nữa, cậu sẽ hoàn thành hệ trung cấp, tiếp tục theo đuổi 4 năm đại học. Mỗi ngày, Bom dành ít nhất 6 tiếng tập luyện, tiếng đàn theo đó cũng trưởng thành hơn. Có những ngày, 11 giờ đêm, tiếng đàn của Bom vẫn vang lên khắp hành lang chung cư. Anh Tuấn gọi đó là sự hưng phấn, thăng hoa của người hoạt động nghệ thuật. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, chủ nhiệm khoa nhạc jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhớ lại thời điểm trước khi nhận Bom. Anh từng mở cho bố con diễn viên Quốc Tuấn xem biểu diễn của hai nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Họ cũng có những khuyết điểm trên cơ thể, nhưng tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Bom cũng như thế. Chúng tôi không có sự phân biệt nào mà luôn xem Bom như một sinh viên bình thường, anh Mạnh nói. Bom cũng phải trải qua kỳ sát hạch đầu vào, đủ điểm được nhận vào khoa. Giáo trình học của cậu cũng theo chương trình đào tạo chuẩn của nhà trường, chứ không có sự khác biệt. Tháng trước, Bom cùng các sinh viên trong khoa được tập luyện và giảng dạy bởi hai giáo sư quốc tế đầu ngành về piano jazz là giáo sư Hakan Ridin, Học viện Hàn lâm Âm nhạc Malmö, Thụy Điển và tiến sĩ Steve Berry, Nhạc viện Sydney, Úc. Không còn là cậu bé nhút nhát ngày nào, Bom được khen ngợi về tài năng và sự tự tin. Thầy Mạnh cũng tiết lộ định hướng phong cách cho Bom là một nghệ sĩ trữ tình lãng mạn, quay về dòng nhạc của những thập niên 50-60 đòi hỏi chiều sâu trong tâm hồn. Sau câu chuyện truyền cảm hứng của Bom, khoa chúng tôi cũng tiếp nhận 4 năm học sinh mắc chứng tự kỷ hoặc có chút khiếm khuyết trên cơ thể. Âm nhạc tự như một liều thuốc để vừa kích thích tài năng vừa giúp chữa lành các tổn thương. Cũng như Bom, dù hạn chế về những ngón tay và khả năng tiếp thu, nhưng bù lại sự chăm chỉ và niềm đam mê, cuộc sống của cậu xoay quanh những câu chuyện về âm nhạc, thầy Mạnh tâm sự. Bom đang luyện tập căng thẳng cho kỳ thi cuối kỳ vào tháng 12 sắp tới. Bản nhạc dài 10 trang không làm khó được chàng sinh viên. Đôi bàn tay uyển chuyển và nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, dù đôi lúc hơi căng cứng, ngay lập tức được tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh hướng dẫn và chỉnh sửa. Diễn viên Quốc Tuấn biết ơn và cũng hy vọng thầy giáo luôn nghiêm khắc với con mình, thậm chí
chấm điểm thấp so với thực tế để Bồm biết cách phấn đấu. Những lần điểm thi không được như kỳ vọng, Bồm đều im lặng. Tôi cũng buồn, nhưng thầm cảm ơn môi trường học tập khốc liệt tại học viện phần nào đã rèn giũa Bồm trưởng thành như ngày hôm nay, anh Tuấn nói. Với Bồm, anh Tuấn không chỉ là bố, mà còn là anh trai, là bạn, là đồng chí, là đại ca. Bồm thoải mái gọi bố là anh, một điều anh Tuấn, hai điều anh Tuấn, Bồm yêu anh Tuấn to bằng cái nhà này. Do dịch Covid nên lịch phẫu thuật của Bồm bị lùi lại 2 năm. Cậu đã nhổ hết hàm răng trên, chờ chống lại răng giả nên việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bồm có chế độ ăn uống riêng với thức đơn đa dạng được bố chuẩn bị mỗi ngày. Món ăn chính luôn là cháo xay nhuyễn, các nguyên liệu từ thịt, rau củ đến hoa quả tráng miệng đều được cắt nhỏ hoặc nghiền nát. Nghệ sĩ Quốc Tuấn thừa nhận sự cầu kỳ trong bữa ăn chính là một trong những trở ngại khiến Bồm khó hòa nhập với cộng đồng. Tôi rất muốn một ngày nào đó con tự bước đi ngoài xã hội, được ăn uống thoải mái, là cả quán xá cùng bạn bè. Nhưng đến hiện tại, mỗi khi đi đâu xa, tôi vẫn thường mang theo thức ăn riêng cho con, anh Tuấn chia sẻ. Dù con nhận được nhiều lời mời biểu diễn, Quốc Tuấn hạn chế để con xuất hiện ở các sân khấu lớn bởi không muốn cậu tự mãn. Anh quan niệm, sau này Bồm còn cả cuộc đời làm nghệ thuật, bây giờ là lúc tích lũy kinh nghiệm từ thầy cô và bạn bè. Bồm từng phẫu thuật tách các ngón tay, hiện có thể sinh hoạt thoải mái. Tuy nhiên, các khớp co cứng khiến cậu mất nhiều lực hơn khi chơi đàn. Cậu sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để khớp ngón tay linh hoạt hơn. Anh Tuấn luôn dặn con phấn đấu và nỗ lực học tập, vượt qua được môi trường khắc nghiệt của học viện và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành nghệ thuật. Các bạn khác rất giỏi, sự chênh lệch điểm số giữa các con không nhiều. Con không được lấy là sự thiệt thòi của mình để làm lý do lười nhác trong bất cứ trường hợp nào. Một khi lên sân khấu, con không thể biện minh rằng tôi đàn không tốt vì bị ốm, mệt. Khi khán giả đã bỏ tiền mua vé, con phải cống hiến màn trình diễn hoàn hảo, anh luôn nói với con trai. Ngoài thời gian chơi đàn, Bồm còn học thêm tiếng Anh. Những lúc rảnh rỗi, cậu thư giãn bằng cách xem những phim truyền hình nổi tiếng của bố. Từ khóa tìm kiếm luôn là diễn viên Nguyễn Quốc Tuấn. Mỗi khi nhìn thấy bố của ngày xưa, cậu lại tủm tỉm cười. Ngày xưa anh Tuấn đẹp trai hơn bây giờ. Hai bố con dành thời gian cùng tập thể dục. Nếu anh Tuấn biểu diễn trồng cây chuối, thì Bồm tập cơ bụng, hít đất. Chàng thanh niên 20 tuổi còn biết giúp bố nhiều việc như gấp quần áo, quét nhà, đặc biệt nghiện đổ rác. Phút giây thư giãn khi bố con diễn viên Quốc Tuấn cùng xem chương trình TV yêu thích. Vào dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết, anh Tuấn thường dẫn Bồm đi dã ngoại, du lịch cùng bạn bè, đơn giản hơn là lang thang cà phê phố cổ. Ước mơ của Bồm là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn piano trong một khán phòng với hàng triệu khán giả. Còn với Quốc Tuấn, ước mơ của anh giản dị hơn nhiều, là mãi được đồng hành cùng con trên những hành trình sắp tới. Có 3 điều khiến tôi hạnh phúc. Thứ nhất, sau mỗi ca phẫu thuật, chức năng các bộ phận cơ thể của con hoàn thiện hơn. Thứ hai, con luôn xác định được âm nhạc chính là đam mê và sẽ làm nghề nghiệp sau này. Tôi tin, đối với con, hoạt động nghệ thuật sẽ là con đường hạnh phúc và đáng trân trọng nhất. Thứ ba, sức khỏe và sự phát triển ngày càng tốt của con. Thời gian tới, Bồm chờ ngày phẫu thuật thẩm mỹ, chống răng và định hình khớp tay. Khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng khi nghe con hài hước nói, Bồm mà chơi đàn hay, lại còn đẹp trai nữa thì thôi rồi. Diễn viên Quốc Tuấn thấy yên lòng, quay sang nhìn con trìu mến.